Trời ơi, Bình ơi. Hứng à? Ôi trời ơi. Khổ ghê. Em nghĩ đứng ở trong này nó khó thở. Nó xà lưới trắng này nó đỡ nóng mình nè. Tại nó biết rồi á. Ở ra không phải vậy, nghĩ sao đứng trong kia hái. Ai biết? Đang ta chỉ vô ai ăn can không nghe. Phải. Mình ra cầm lên á. Ra trả ba thùng á, nó mày mày nói trong này hái tao tốn 10 đồng. Nắc ôi gì? Trời ơi, cái gì đâu mà chùm vậy? Nắc tình. Hai con. Tao muốn nói mày ra phía sau nhà. Trời ơi, Bắc Bình này thiệt á. Bình hái cái chùm này không Bắc Bình không ăn mất người. Mình sợ người đây. Mình liếng. Vô không? Yes. Hello Ava. Hello. Đúng. Anh Hoàng vô mùng chơi. Nhiều rồi bên đó. Rồi cái cây này ngọt ghê bà. Wow. Look, there's water. Cái này ngọt ghê bà. Ăn cho đã rồi. Trang vô đây nè Trang. Cô Trang. Rồi chết bà. Dính rồi hả? Chết rồi. Có nè không? Trong nè, cái chân mình nè. Trang ơi, qua đây nè hai chân. Ok chị. Dạ. Ủa chết rồi. Nó dính vô có ra. Đây. Không ra hả? Không ra hả? Giặt liền liền. Giống như rượu vậy. Rồi chết rồi. You used to have that before. Giờ lấy vô đây mặc đi cái cũ thôi. Đi, qua bên kia. À, tao đi tao mặc đồ đen mà. Đồ đen sao nổi với cherry? Chú ra. Ông nghĩ sao vậy? Bông nó đỏ giống vậy nè. Chú ra kìa. Trời. Đi qua đây coi anh. Dạ. Ok. Đi lên. Đã chưa? Đã chưa? Đấy. Đây bà, cái đó đấy chín nữa con. Dạ. Này ngọt không? Lúc rồi con, lúc rồi con. Ồ, tại. Wow. Vô đây bà. Đây bà đứng với bác Ba nè. Mấy mama live stream. Ừ, muối ớt. Don't drop it. Nhìn đi nha. 2 3. Oh my god. Okay. Muối ớt thấy sống sống quá đẹp luôn. Cái của trái cha kia lắm. Trái như cái rừng luôn. Lấy cái của cha giùm đi cho. Nóng quá. Nóng quá ha, nóng quá rồi thôi. Ok.